Xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại kênh của mình. Đọc tiêu đề thì anh em cũng biết là ở trong video này mẫu mô hình nào sẽ xuất hiện rồi ha. Giới thiệu sơ qua một tí, cái mẫu Starkjagan này là một cái dạng biến thể của Jagan, là một cái dạng lính được sản xuất hàng loạt. Vì đây là một trong những cái mẫu mình khá là thích cho nên tiện đây thì khoe luôn cho anh em xem cái hộp Master Race Jagan được cho ra mắt vào năm 2018. Và đến năm 2023 này thì cái mẫu Starkjagan này được Bandai cho ra mắt dưới dạng là B-Bandai. Ở cái phiên bản này thì sẽ có thêm khá là nhiều nâng cấp từ vũ khí cho tới cái phần giáp bên ngoài. Còn về mẫu mô hình này là B-Bandai cho nên anh em sẽ thấy cái phần hộp này không có màu. Xung quanh sẽ không có thông tin hay là hình ảnh giới thiệu sản phẩm gì hết. Chỉ có một cái phần hình ảnh chiếc hộp này thôi. Đối với cái mẫu này thì không có quá là đặc biệt cho nên bên trong vẫn là những cái banner, cuốn sách hướng dẫn lắp ráp và những cái miếng đề can hỗ trợ. Đối với cái mẫu này sẽ có vài cái chi tiết dùng lại và cũng sẽ có những cái chi tiết được làm mới, cho nên trên cái runner này những cái năm sản xuất sẽ không có giống nhau. Về chất lượng chi tiết thì mình vẫn yên tâm với Bandai. Còn có những cái chú ý khi mà lắp ráp thì mình sẽ chia sẻ ở cái phần tiếp theo sau khi mẫu này đã hoàn thành ha. Và đây là cỗ máy nhân vật chính cùng với những cái món phụ kiện đi kèm. Mẫu này thì có chiều cao khoảng 19cm với cái tông màu xanh lạ mắt hiếm thấy ở trong cái dòng Gimla. Đây cũng là một cái đặc điểm nhận dạng của cái cỗ máy được sản xuất hàng loạt này. Vì đây là một cái dạng biến thể sản xuất cho cái việc chống lại những cái chiến hạm lớn, cho nên em nó được trang bị thêm những cái phần giáp và vũ khí để phục vụ cho nhiệm vụ. Ở trong chiến trường thì những cái mảnh giáp này có thể tháo bỏ ra khi mà không cần thiết. Còn nói về quá trình lắp ráp, mẫu này thì khá là đơn giản. Đề can cảnh báo sử dụng cũng không có quá nhiều, cho nên anh em cứ yên tâm mà thực hiện từng bước thôi. Mình cũng làm cho em nó thêm một tí hiệu ứng, nhìn cho nó đỡ chán. Và trước khi vào xem cụ thể từng phần thì anh em xem thử cái phần khung bên trong nè. Nó sẽ không có quá bóng bẩy và nhiều chi tiết, nhưng mà mình thấy cũng nên giới thiệu sơ qua một tí. Không có để so sánh, nhưng mà cái bộ khung này có vài chỗ thay đổi để phù hợp hơn với cái thiết kế. Có những cái chi tiết máy móc nhìn cũng rất là đã ha. Nhìn sơ qua thì anh em cũng thấy được cái sự khác nhau nếu như mà so sánh với cái phiên bản Jagan thường. Còn cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ xem kỹ hơn ở chi tiết từng phần. Cái phần đầu này đặc trưng dễ thấy nhất ở những cái cỗ máy được sản xuất hàng loạt, có cái phần mắt kính trong suốt nè, có thể thấy được chi tiết bên trong luôn. Ở trên cái phần chán cũng là một cái cảm biến màu xanh, có một cái phần súng với cái anten bên phải. Đây cũng là một cái chi tiết được làm mới. Cái phần súng này thì bắn đạn không có mạnh, chủ yếu là dùng để thay đổi hướng đạn của đối thủ, phá hủy camera hoặc là những cái công trình nhỏ thôi. Em này thì có cái phần mặt nạ cũng được làm mới để phù hợp với cái phiên bản biến thể này. Còn đây là biên độ cử động. Phần cổ này thì có thể di chuyển được. Có một cái khớp chữ C gắn vào đây và một cái khớp tròn ở phần đầu. Biên độ chỗ này thì cũng khá là tốt. Xuống phần thân, đây là một cái thiết kế hoàn toàn mới luôn. Nếu như mà để riêng như thế này thì cái phần này khá là xấu, tại vì có cái phần giáp này được thêm vào cho nó phù hợp. Còn lại thì cái thiết kế thuộc dạng cơ bản, giống với những cái mẫu GM thường thôi. Hai chi tiết hai bên này là một cái dạng súng. Theo mình đọc được thì đây là một cái dạng súng bắn đạn giả, làm cho đối thủ phân tâm chứ không có gây sát thương gì hết. Cái phần tải nhiệt màu vàng ở ngực. Còn về khớp, trước tiên là phần giáp ở giữa này có thể mở cao lên. Ở bên trong sẽ có thêm một cái cửa của buồng lái. Em nó thì có một cái khớp ở bụng, nhưng mà khi mà gặp, anh em xem nè, do cái phần giáp này quá to, khi mà gặp xuống thì sẽ đụng với cái phần thân dưới, cho nên biên độ chỗ này không có nhiều. Khi mà lắc qua hai bên, biên độ cũng bị hạn chế. Và cuối cùng là khớp kết nối với cái phần thân dưới. Nói luôn về phần thân dưới này, cái phần này thì có màu đỏ xuất hiện với những cái giáp váy ở phía trước, phía sau. Còn bên hông thì có những cái băng đạn được trang bị, nhưng mà đây chỉ dùng để trang trí thôi chứ không có tháo ra được. Nói về chi tiết bề mặt thì ở chỗ này mình nghĩ sẽ có anh em không thích do độ chi tiết khá là ít, không có thể hiện được cái độ máy móc. Nhưng mà cũng sẽ có anh em ưng cái kiểu thiết kế như thế này, bởi vì nhìn vô nó không có bị rối. Còn đối với mình, khi mà nhìn vào thì sẽ thấy có nhiều việc để làm nếu như mà anh em muốn custom thêm. Còn về khớp, đây là chuyển động của phần váy trước nè. Khi mà dở cao lên thì sẽ thấy được cái chi tiết phía bên trong. Cái phần giáp váy bên hông, mặt trong cũng được làm chi tiết. Còn ở phía sau, có thể dở lên được một tí. Chi tiết máy móc ở mặt sau cũng rất là đẹp.
qua phần cánh tay. Cái phần này thì chúng ta sẽ dễ dàng thấy được cái điểm nâng cấp, đó chính là cái ổ tên lửa ở trên cái phần giáp vai và một ít giáp ở phần cánh tay. Xem kỹ cái phần chi tiết ở ổ tên lửa trên vai nè. Mình nhớ không lầm thì cái dạng này được lấy từ cái em GM3, cũng gắn được ở hai bên vai y chang thế này luôn. Cái phần cảm biến ở phía trên và những cái đầu đạn màu đỏ bên trong. Thiết kế hai bên thì y chang, không khác gì nhau luôn. Cả cái phần này thì được gắn vào cái phần vai thông qua một cái giáp cùng màu ở đây. Còn đây là phần giáp gắn ở tay. Chỗ này thì có thể mở nắp ra được. Ở bên trong sẽ có tích hợp một cái loại lựu đạn. Bên còn lại sẽ là nơi chứa cán kiếm năng lượng. Chúng ta cũng có thể lựa chọn cho hai bên giống nhau được. Thiết kế là vậy. Còn bây giờ là biên độ cử động. Sau khi gắn vào, chúng ta sẽ xem cái phần khớp hỗ trợ ở phần thân này trước ha. Nó sẽ giúp cho cái phần tay này đưa ra được phía trước, giơ cao hơn. Nhưng mà khi gắn cái phần tên lửa vào thì sẽ vướng ngay cái phần ổ đạn này. Xoay vòng thì được, nhưng mà giơ ngang thì nhiêu đây thôi. Một cái khớp xoay ở cánh tay. Còn về cái khớp ở cùi chỏ, có một cái điểm lõi khá là khó chịu. Khi mà gặp, anh em sẽ thấy cái phần giáp này nó hở lên nào. Phải dùng tay gắn lại. Cái ngăn đựng vũ khí cũng có khớp. Chúng ta sẽ mở hai cái nắp này ra, kéo dài ra thêm được một tí. Ở cái phần bàn tay này có một cái khớp tròn kết nối vào cánh tay và một cái khớp ở trên chính cái bàn tay. Các cái ngón tay này thì chỉ có cái phần ngón cái là cử động được. Bốn ngón còn lại thì chúng ta được cho đi kèm thêm các cái cặp. Các cái ngón tay xòe nè, tay cầm súng và tay nắm hờ. Tùy vào trường hợp sử dụng thì chúng ta sẽ phải thay đổi cho nó phù hợp. Ban đầu mình có nói, với cái phần giáp này trong chiến đấu khi mà bắn hết đạn rồi thì có thể tự tách ra. Mình sẽ tháo ra cho anh em xem thử đồ chi tiết bên trong này luôn. Khi mà không có cái ổ đạn thì biên độ chỗ này cũng được gia tăng rất là nhiều. Xuống dưới phần chân, ở đây cũng có xuất hiện những cái mảnh giáp được nâng cấp. Có tích hợp thêm một cái bộ đẩy phụ, cũng giống với ở trên. Chi tiết ở trên bề mặt ít nhưng mà độ tách màu thì vẫn là tốt. Còn nói về phần khớp, do có một cái khớp hỗ trợ ở cái phần háng này, chúng ta sẽ tinh chỉnh cái phần váy để có thể đá từ trước ra sau. Còn khi mà giang ngang, cái điểm khó chịu ở tay cũng xuất hiện ngay cái chỗ chân này luôn. Một cái khớp xoay ở đùi, khớp gập ở gối, cổ chân có một tí hạn chế ngay chỗ này ha. Và bàn chân, mũi chân cũng có thể cử động được. Thiết kế có cái phần giáp đồ sộ nhưng mà biên độ thì không bị hạn chế quá nhiều. Và cũng giống với phần tay, chỗ giáp này cũng có thể tháo rời ra được. Anh em xem mặt bên trong cũng được làm chi tiết nè. Còn đây là cái phần khung còn lại. Cuối cùng là phần bách bắt ở phía sau. Đây là một cái thiết kế riêng dành cho cái mẫu này. Có 3 cái cánh, một cái ở trên, 2 cái ở dưới và một cái ống xả rất là to. Những cái cánh này cũng có khớp để có thể tinh chỉnh được. Đó là về nhân vật chính. Tiếp theo sẽ là phần phụ kiện đi kèm. Chúng ta sẽ có một cái khẩu súng năng lượng, là Master Ray nhưng mà chỉ được làm một màu thôi. Có hỗ trợ cái phần đề can ngay cái chỗ nòng nhắm này. Phần tay cầm này thì có thể chuyển động được. Và để gia tăng thêm hỏa lực thì cổ máy này được trang bị thêm một cái khẩu bazooka. Theo mình biết thì khẩu này ngoài trừ bắn một cái viên đạn thường thì còn chế độ bắn phân tán, bao phủ nguyên một vùng luôn. Độ chi tiết đơn giản hay thậm chí nhìn khá là chán. Đây cũng chính là cái chỗ duy nhất được dùng đề can hỗ trợ. Phần tay cầm này thì có di chuyển một tí để tinh chỉnh phù hợp cho cái tư thế cầm súng. Như anh em thấy thì em này mạnh về hỏa lực, có nhiều súng hay là tên lửa được trang bị nhưng mà không có khiên. Vũ khí cận chiến cũng chỉ là những thanh kiếm năng lượng gắn ở cái phần giáp tay thôi. Và đó là tất cả những gì về cổ máy này. Như mình có nói ban đầu, mình khá là thích thiết kế của cái dòng này. Nhưng vì đây là một cái dạng lính sản xuất hàng loạt, nhìn chung thì không có nhiều đặc điểm cho nên cũng khá là kén người chơi. Thêm một cái điểm nữa đó chính là giá thành. Là bi Bandai nên giá khá là cao nhưng mà trải nghiệm mang lại cho mình thì cảm thấy không có đáng. Lý do tại sao giá cao như vậy thì theo mình, ngoài trừ những cái Runner có chi tiết mới thì những cái Runner cũ cũng được sử dụng lại. Mà anh em biết là Bandai bán hàng theo số lượng nhựa, càng nhiều nhựa thì càng mắc, cho nên cũng sẽ dẫn đến giá thành bị đôn lên như thế này. Mình nghĩ những cái mẫu này chắc cũng chỉ dành cho những anh em nào là fan hoặc là dân sưu tầm thôi. Chứ mà để trải nghiệm thì trong tầm giá có nhiều cái mô hình tốt hơn. Cho nên với đánh giá như vậy thì đây là huy chương của mình dành cho cái mẫu này. Anh em quan tâm thì có thể tham khảo ha. Còn bây giờ thì cảm ơn anh em đã dành thời gian theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Bye bye.